Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay bà con xem về cái vườn bơ của anh Thảo ở cầu 25 tỉnh Bình Phước á. Thì vườn bơ của anh á, mình quay ở clip này đó là cách phục hồi tạo tán cho cây bơ khi mà bị côn trùng kết thúc bọ xít gây hại trên cây bơ chúng ta. Thì hầu như cái vấn đề mà bọ xít nó gây hại ở trên ngọn bơ á, khiến cho ngọn bơ chúng ta nó trùng lại, nó không sinh trưởng phát triển và ra đọt để nó tạo hoa. Thì cái này hầu như tất cả bà con chúng ta rất là nhiều, nhưng mà bà con chúng ta không có phun thuốc, đặc biệt là những vùng á, mà trồng gần cao su điều á. Thì với vùng Bình Phước thì bà con chúng ta đều biết rõ là một trong những vùng mà bọ xít gây hại rất là mạnh, đặc biệt là rất là nhiều gây hại, hầu như là đối với cây điều á, mà con phun thuốc sâu rất là nhiều dòng thuốc nhưng mà tình trạng bọ xít gây hại rất là nhiều. Thì dẫn đến những bà con chúng ta trồng bơ ở những khu vực này á, thì bà con chúng ta nên thường xuyên luân và thay đổi những dòng thuốc mà côn trùng chích thuốc để tránh tình trạng bọ xít nó gây hại hoặc nó bị kháng thuốc đi. Thì những cái đọt bơ của chúng ta khi mà ra, đặc biệt là những cơ đọt ra, ba cơ đọt đó, nếu bà con chúng ta không phun thuốc thì dẫn đến tình trạng mà đọt chúng ta nó bị thung lại, trùng lại, lá nó xoắn lại hết luôn, không ra được nữa. Thì dẫn đến tình trạng làm hoa thì tỷ lệ nó rất là thấp và không hiệu quả cao. Thì qua đây á, mình hướng dẫn cho bà con về cách mà tạo tán và chăm sóc, về những cách mà làm sao cho cây bơ chúng ta nó không bị bọ xít nó chích. Thì vườn này của anh Thảo á, thì gần 1.000 gốc, hầu như là gốc nào cũng bị bọ xít nó chích hết. Thì clip này mình quay cũng rất là dài và hướng dẫn cho anh về toàn bộ cách chăm sóc làm cành. Thì những cái ngọn mà đã bị chích rồi á, thì mình cũng hướng dẫn cho anh á là cắt bỏ đi. Thì thời gian cũng còn tới 6 đến 7 tháng nữa thì bà con chúng ta có thể là phục hồi và chăm sóc lại kịp, để cho vụ 2019 chúng ta là có ngọn có chồi, chúng ta có thể phân hóa mầm hoa, làm hoa nó kịp thời. Thì gần đây mình quay cũng rất là nhiều clip tập trung chính về công tác mà hướng dẫn bà con về tỉa cành, tạo tán, chăm sóc cho cây bơ bút chúng ta nó không bị bọ xít nó chích, là những vấn đề bệnh chết ngọn ở trên cây bơ, để con ta phòng những vấn đề này, để tránh tình trạng khi bà con ta trồng cây bơ chúng ta lên 4-5 năm hoặc 3-4 năm á, dẫn đến tình trạng là xì gốc, thối thân, thối rễ, chết đi thì rất là phí cho bà con nông dân chúng ta. Thì bà con cứ xem clip này, mình sẽ quay hết vườn cho con xem về cái tình trạng mà bọ xít gây hại trên ngọn bơ chúng ta, để con tránh được cái tình trạng mà cây bơ bút nó gây hại như thế nào cho cây trồng chúng ta. Thì cái vấn đề mà côn trùng á, thì mình nhắc lại bà con á, bà con phun thuốc vào giai đoạn mà khi bơ chúng ta nó phát đọt, khi ra những cơ đọt mới thì bà con phun thuốc sau giai đoạn đó. Còn với những cái đọt mà nó già rồi thì bà con hạn chế, có thể không phun cũng được, vì lúc đó bọ xít không gây hại nữa, vì đọt chúng ta đã già rồi, không chích nữa. Thì đây, như trên clip này bà con xem nè, toàn bộ cái bơ bút á mà bọ xít cái chích như thế này thì hầu như cái bơ chúng ta bỏ không làm được gì nữa, không thể ra hoa, không thể quang hợp, không thể trao đổi chắc được, chúng ta phun vào cũng không có tác dụng gì nữa, vì lá ngọn đã bị sắn và đùng nó lại, thung nó lại rồi. Đó là tình trạng bọ xít gây hại trên cây bơ chúng ta. Thì mình quay hết đám này và hướng dẫn cho vợ chồng của anh Thảo á, ở cầu 25 Bình Phước. Nhớ con theo dõi vườn chúng ta rơi vào những cái bơ này thì mình khuyên mà con nên phun phòng thuốc côn trùng chích thúc, thuốc trừ sâu, thay đổi liên tục để tránh tình trạng côn trùng nó kháng thuốc. Thì đó là những vùng mà trồng ở gần cao su nè, hay dùng gần điều á, thì những vùng đó là đặc biệt là côn trùng nó nhiều, thì mình chỉ nhắc lại cho bà con xem thôi. Thì toàn bộ này mình quay vườn và công tác hướng dẫn cho nông dân bà con chúng ta ở tỉnh Bình Phước. Thì hầu như bơ á, bây giờ trồng ở tất cả các nơi rồi, thì mỗi vùng chúng ta thì mình sẽ quay lại mỗi vùng và hướng dẫn cho con mỗi đặc tính ở từng vùng sẽ khác nhau. Thì qua đó bà con xem và tham khảo, nếu bà con chúng ta rơi vào những cái hiện trạng thế này á, thì con có thể hướng áp dụng và tiến hành làm cho cái vườn của mình nó đạt được năng suất cao và hiệu quả hơn. Xin cảm ơn bà con ạ.